ăn sáng, có mì thôi, có mì thôi. Đi. Ngon lắm. Đi ăn mì thôi. Thôi để con chơi. Con bảo là để con chơi đã. Đậu đôi lúc khá là khó hiểu. Ví dụ đậu có một cái tính như này này. Thích anh ấy làm gì ấy thì cứ nói ngược lại. Là anh ấy sẽ, tức là ví dụ bảo là không được đi ra đấy, bảo đi ra đấy đi con, đi ra đấy được mà ngã đi con, thì nó sẽ không đi ra đâu. Còn bảo là không ra đấy ngã đấy, nó sẽ chạy ra, nó bảo là... Nhưng mà thực ra đúng là thật, câu hỏi nó đặt đến thì mình cũng thấy sao mình khó trả lời thế. Vì có thể là do chính mình cũng, mình cảm thấy được một cái sự rất rõ rệt, đó là đậu, bé đậu khá giống tính bố ấy. Ôi trời ơi, bây giờ mà đậu không ăn thì bố cũng không ăn được. Bố lại đói lắm thôi, mà đậu phải ra ăn thì bố mới ăn chứ. Hả? Không ăn gì? Thế, thế bố và mẹ ăn thôi nhá. Bố ơi, ra ăn đi để con đi công viên nào. Ôi, bố ăn rồi giờ đi công viên đây. Thế đậu ở nhà trông nhà nhé, để bố mẹ đi chơi nhá. Bố ra ăn đây, xong bố đi chơi. Đậu cũng phải ra ăn để rồi đi chơi nữa chứ. Đậu của đậu ngon kìa. Mẹ ra đón con đây nhá. Chưa? Nhưng không đói à? Hay là phải đợi đói, đói lả ra rồi mẹ? Mẹ, đi thôi. Lầy. Quả là cậu bé khó đoán thật. Không biết đậu đang nghĩ gì vậy ta? Đậu chạy đi đâu vậy ta? Thì ra là đậu muốn đi vẽ. Nó đang làm gì nhỉ? Một phòng lấy đồ gì vậy? Ơi, bố mẹ đây. Và gia đình tiếp theo sẽ tham gia vào thử thách của chương trình chính là... Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Chúng mình là gia đình Đậu và mình xin tự giới thiệu. Mình là Trần Ba Duy, mình là bố Duy đây. Còn đây là vợ mình, mẹ Mắm. Và đây là bé Đậu, con trai yêu quý của chúng mình. Những tính cách chung nhất của Đậu là đây là rất là năng động này. Và rất là nhiều cái năng lượng. Năng lượng mà nghịch ngợm này, cũng như là hiếu động và... vui chơi trong những cái hoạt động mà liên quan đến vui chơi, ca hát các thứ là Đậu sẽ rất là gọi là đứng ra máu văn nghệ. Máu văn nghệ đấy. Và rất là vô tư. Khi mà được mọi người cổ vũ kiểu đồng tình ấy, lại càng máu hơn. Và em bé này cực kỳ vô tư. Khi mà mình có bé Đậu là bọn mình chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết. Và đấy là một cái tin rất là bất ngờ đối với bọn mình. Và bây giờ nhìn lại thì đấy đúng là một món quà được ban cho. Cặp đôi gia đình đẹp hoàn hảo trong từng khung hình này cùng với thiên thần nhí đáng yêu Đậu Đậu sẽ có những trải nghiệm và thử thách thú vị như thế nào? Hãy cùng gia đình Đậu bắt đầu ngay nhé! Hồi đấy là như này này, mình chụp hình ảnh siêu âm của Đậu đăng lên trên trang cá nhân Facebook đấy. Thì có rất nhiều người vào trong đấy comment ấy. Thì trong đấy có cái comment như là một vài người ấy tự nhiên lại nói là trông nhìn cứ như hạt đậu ấy. Thế xong rồi tự nhiên mình nhìn vào cái hình ảnh siêu âm đấy mình cũng thấy đúng, nó như hạt đậu ấy luôn. Ngẫu nhiên. Lần đầu tiên của mình được gặp Đậu, được bế Đậu trên tay. Mà thậm chí không phải bế Đậu trên tay mà chỉ nhìn con ở trong phòng kiểu sinh xong rồi các em bé được đặt ra một cái phòng kính ấy. Thì mình là cảm xúc lần đầu tiên của một người cha, lần đầu tiên trong đời. Thì mình nhìn con mình qua cái phòng kính đấy, cái cảm giác đấy của mình lúc nào nó cũng như còn nguyên, chưa bao giờ thay đổi cả. Đó là mình rất xúc động. Mình bảo ôi, đây đứa con của mình đây mà mình đã làm người cha rồi, mình cần phải sống khác hơn, mình phải có trách nhiệm và có nhiều thứ khác. Xin lỗi. Thank you.
bố không? Yêu bố không? Đậu có yêu bố không? Có. Nóng đây này, trời đang hơi nóng. Nóng. Anh mở chút điều hòa cho nó mát nhá. Ừ. Nè, bố mở điều hòa cho Đậu nhá. Này, yêu, Đậu ơi, này. ăn bánh đa cua hay là ăn phở nào? Ok, ăn phở. Phở, ok. Tao nấu phở nào. Đậu hẳn là vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Mẹ Mắm đang bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Còn bố Duy không ngủ à? Trong lúc đó, Đậu rất ngoan ngoãn xem hoạt hình, đợi bát phở của mẹ Mắm đấy. Trông thật đáng yêu làm sao. Hai bố con bây giờ xe của bố và xe của Đậu cùng đi chơi nhá. Cùng gọi là mình về quê nào. Trong lúc đó, mẹ Mắm đã làm xong bữa ăn sáng rồi này. Con hãy về quê cùng bố đi. Đừng đi chơi nữa. Về quê thăm ông bà nào. Vậy thôi, Đậu hãy đi chơi đi. Còn bố thì sẽ về quê đây. Nào, xong rồi. Đậu ơi, ra ăn sáng đi. Kìa, ăn sáng, có mì thôi. Đi, ngon lắm. Đi ăn mì thôi. Thôi, để con chơi. Con bảo là để con chơi đã. Đậu đôi lúc khá là khó hiểu. Ví dụ Đậu có một cái tính như này này. Thích anh ấy làm gì ấy thì cứ nói ngược lại. Là anh ấy sẽ, tức là ví dụ bảo là không được đi ra đấy, bảo đi ra đấy đi con, đi ra đấy được mà ngã đi con thì nó sẽ không đi ra đâu. Còn bảo là không ra đấy ngã đấy nó sẽ chạy ra, nó bảo là... Nhưng mà thực ra đúng là thật, câu hỏi nó đặt đến thì mình cũng thấy sao mình khó trả lời thế, vì có thể là do chính mình cũng mình cảm thấy được một cái sự rất rõ rệt, đó là Đậu, bé Đậu khá giống cái tính bố ấy. Ôi trời ơi, bây giờ mà Đậu không ăn thì bố cũng không ăn được, bố lại đói lắm rồi, mà Đậu phải ra ăn thì bố mới ăn chứ. Hả? Không ăn gì? Thế bố và mẹ ăn thôi nhá. Bố ơi, ra ăn đi để con đi công viên nào. Ôi, bố ăn rồi giờ đi công viên đây, thế Đậu ở nhà trông nhà nhé, để bố mẹ đi chơi nhá. Bố ra ăn đây xong bố đi chơi. Đậu cũng phải ra ăn để rồi đi chơi nữa chứ. Đậu của Đậu ngon kìa. Mẹ ơi, ra đón con đây nha. Chưa? Nhưng không đói à? Hay là phải đợi đói lả ra rồi mẹ. Nè, đi thôi. Kìa. Lầy. Quả là cậu bé khó đoán thật. Không biết Đậu đang nghĩ gì vậy ta. Đậu chạy đi đâu vậy ta? Thì ra là Đậu muốn đi vẽ. Gì nhỉ? Không vào phòng lấy đồ gì vậy? Ơi, bố mẹ đây. Cái gì? Có gì ra đây nói này Đậu. Nào, lên đây ngồi. Ăn được con. Nào, à, há mồm rồi. Ừ. Con ở trong nó. Làm gì có gì đâu. Há mồm con bố xem nào. Ui, chả thấy gì cả mẹ Mắm ạ. Mồm Đậu không có gì cả. Vì là đói quá, không có đồ ăn, mình phải cho đồ ăn vào thôi. Nhanh lên, ngồi bên này. Ừ, ngồi bên đấy với mẹ. 10 giờ 25 mà bây giờ ông bắt đầu ông mới ăn sáng. Ông không biết à, ông này. Ăn nhanh lên rồi tôi với ông còn đi chơi với nhau nữa. Yeah. Ok.